xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của khách hàng. Khi chúng tôi đã chăm sóc hơn 2.000 chiếc xe, thì trong đó có khoảng 300 chiếc xe là thuộc dòng xe sang. Thì chúng tôi cũng nhận thức được là khách hàng đi xe sang tại Việt Nam cũng cần có những cái phong thái, những cái phong cách riêng đặc trưng cho cái dòng xe sang, để cho tất cả mọi người sử dụng xe Việt Nam mình có một cái tiêu chuẩn, không những tiêu chuẩn về xe mà tiêu chuẩn về phong cách lái xe. Bridgestone chế tạo những chiếc lốp hiệu suất cao và song hành cùng khách hàng để kiến tạo một hình ảnh lịch lãm, một lối sống văn minh. Chúng tôi không chỉ giúp chiếc xe di chuyển an toàn hiệu quả mà còn là chất xúc tác trong câu chuyện thành công của khách hàng. Đến với chương trình, tôi được chương trình tư vấn về cách chăm sóc xe, và thú vị hơn nữa là tôi được chia sẻ những xu hướng thời trang mới tạo sự hài hòa đối với chiếc xe mà mình đang sử dụng. Háo hức được đến tham dự cái chương trình này, vì mình được biết ở đây mình sẽ được hướng dẫn về các kỹ năng lái xe, về các kiến thức về chăm sóc xe, đặc biệt là mình còn được tham gia một cái buổi chia sẻ về phong cách giao tiếp của một diễn giả khá nổi tiếng trên thế giới, đó là cô Amy đến từ nước Mỹ.